Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ xin chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món chè sâm bổ lượng. Nguyên liệu để nấu chè sâm bổ lượng gồm có 120g hạt sen, 100g táo đỏ, và đây là 20g bo bo, và đây là 15g phổ tai, và đây là nhãn nhục 100g, 300g đường cát, nấm tuyết là 12g, và muối, vani. Trước tiên là mình đi rửa hạt sen. Và hạt sen này mình lấy hết tim rồi. Tiếp theo mình đi hầm sen. Mình đổ vào đây nửa lít nước, mình hầm sen. Lúc đầu thì mình để lửa to, lát nữa nó sôi thì mình để lửa nhỏ. Tiếp theo mình đi rửa bo bo. Bo bo mình ăn ít thì mình cho ít, mình có thể ăn nhiều hơn. Cái này thì cái số lượng của nó thì mình không cần phải nhất định. Mình ăn ít bo bo thì mình cho ít, mà mình ăn nhiều thì mình sẽ cho nhiều. Tiếp theo mình đi nấu bo bo. Và bo bo thì mình nấu như là nấu cháo. Mình có thể ngâm 1 giờ hay nửa giờ, hay mình có thể nấu luôn vẫn được. Và bây giờ hạt sen mình sôi rồi, mình hạ lửa nhỏ xuống. Và mình đun lửa nhỏ trung bình thôi, chứ không phải là mình đun lửa nhỏ quá. À, bây giờ phổ tai thì mình vắt chanh vô. Mình vắt chanh vô và mình cho muối vô để cho nó khỏi nó hết nhớt. Mình vắt vô đây 2 miếng chanh nhỏ. Và mình cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Mình ngâm để cho nó sạch nhớt. Mình đã ngâm rồi nhưng bây giờ mình cho muối vô mình ngâm để cho nó sạch nhớt. Và đây là nấm tuyết. Thì mình cắt sạch những phần vàng đi. Đó, mình ngâm khoảng 20 phút là được. Mình chỉ cần ngâm nước nguội thôi, mình không cần ngâm nước nóng. Đó, mình cắt sạch những phần vàng đi. Rồi mình xé nhỏ ra. Rồi bây giờ mình rửa táo đỏ và rửa nhãn. Mình ngâm khoảng 5 phút. Và sau 5 phút thì mình rửa nhãn và rửa táo đỏ. Nhãn thì mình phải để rời như vậy nó mới sạch. Đó, mình tách rời hết để cho nó sạch. Mình đi rửa phổ tai. Cái này là rong biển cho nên là nó nhớt. Thank you.
Và bây giờ mình thử hạt sen. Mình thử hạt sen thì mình ngâm vào trong chén nước này cho nó nguội. Mình thử thì hạt sen mới chuẩn được. Chứ nếu ta thử còn nóng thì nhiều khi nó mềm, nhưng mà khi mà bỏ đường vào thì nó sẽ cứng lại. Hạt sen mình đã mềm rồi thì ta tắt bếp. Tiếp theo mình đi nấu nước đường. Đây là 300g đường. Đúng ra mình xài đường phèn, nhưng mà mình đi chợ mình quên mua đường phèn cho nên mình xài đường cát. Và mình cho vào đây là một đầu đũa muối. Và đây là nửa lít nước. Và mình khuấy để cho đường tan. Lúc đầu thì mình để lửa lớn. Và bây giờ mình thử bo bo. Bo bo của mình chín mềm rồi. Mình cũng thử với chén nước này. Đó, mình thử với chén nước thì mới chuẩn được, chứ mình thử lúc nóng thì nó không có chuẩn. Bo bo của mình chín mềm rồi. Thì mình tắt bếp. Và bây giờ mình rửa sạch nấm tuyết. Rửa sạch cho hết cái mùi cái nước canh chua. Bây giờ đường của mình sôi rồi thì mình cho táo đỏ với lại nhãn nhục vô. Và mình cũng đổ sen vào luôn. Mình đổ cả nước sen vào luôn. Sen của mình lúc này rất là nhừ. Và bây giờ mình đổ bo bo vào luôn. Và bây giờ nồi nhãn nhục, nồi chè sâm một lượng mình sôi rồi, mình để cho sôi 5 phút, mình để lửa nhỏ cho sôi 5 phút cho thấm đường. Và bây giờ nồi chè sâm bổ lượng của mình sôi được 5 phút thì ta tắt bếp. Và mình cho vào đây 1/2 muỗng cà phê hương vani. Ta có thể cho vani, vani dạng bột. Và bây giờ chè của mình đã nguội rồi, chè xong một lần mình nguội rồi, mình cho phổ tay với lại nấm tuyết vô. Và đây là nồi chè sâm bổ lượng mình vừa mới nấu xong. Và mình cân tất cả là được 1,5 kg. Mình cân tổng cộng là 1,5 kg. Và mình nấu rất là đặc. Nếu bạn nào hoặc cháu nào mà thích ăn đặc thì ta có thể nấu 4 lạng đường hoặc 5 lạng đường thì nó sẽ loãng hơn. Mình nấu 300g đường. 300g đường là cân được 1,5 kg. Nếu ta nấu 400g đường thì ta cân được 2 kg. Hay là 500g đường ta cân 2,5 kg thì nó sẽ lỏng hơn. Còn nhà mình thì mình thích ăn đặc cho nên là mình nấu đặc. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần nhận xét và phần ghi chú. Cái táo đỏ này và cái nhãn nhục này thì mình nhãn nhục, táo đỏ với lại cái nấm tuyết này thì mình mua ở trong hàng trà sữa Trân Châu. Bán nguyên liệu trà sữa Trân Châu, hộp đựng cơm, hộp đựng bánh tráng trộn và ly bánh trà sữa thì mình có bán. Nấm tuyết, rồi phổ tai, rồi nhãn nhục, rồi táo đỏ. Ta có thể nấu táo đen cũng được, nhưng mà táo đen hình như mắc hơn táo đỏ. Và mình thì mình không thích ăn kỷ tử cho nên mình không có nấu kỷ tử. Ta có thể nấu kỷ tử vô nhìn nó đẹp, mà nó sẽ đẹp mắt và nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình thì mình không thích ăn kỷ tử cho nên mình không cho kỷ tử. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần nhận xét và phần ghi chú. Nếu ai không nghe rõ thì mình phải mở phần nhận xét và phần ghi chú lên xem. Và hạt sen thì mình mua 20.000 100g. Nấm tuyết thì mình mua 15.000 một cái nấm tuyết. Mình chỉ xài hết nửa cái thôi. Còn nhãn nhục với lại táo đỏ thì
mình mua ở trong hàng bán đồ trà sữa Trân Châu, mình mua nhiều thứ gồm lại cho nên là mình cũng không có nhớ giá nữa. Và đây là ly sâm bổ lượng của mình, nhìn rất là ngon. Hạt sen rất là mềm, và mình sâm bổ lượng của mình thì cái nước nó phải vàng vàng như vậy mới là ngon này. Đó, mình mua ngoài chợ thì cái nước trắng trắng là rất là ít nhãn, mình cho nhiều nhãn thì cái nước mình sẽ vàng vàng như vậy. Vậy là ta đã hoàn thành xong món chè sâm bổ lượng. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.